nào mệt đâu cho cô coi cô xem đi. Là mấy bạn không muốn lấy quà nữa đúng không? Pika và Milo đó, hai bạn chưa có mệt, hai bạn còn muốn nhảy với tất cả các bé thêm một bài nữa. Các con có đồng ý sẽ nhảy thêm một bài nữa không? Có không các con? Có gì mà nhỏ xíu? Dạ có. Wow, cảm ơn các con rất là nhiều. Các con hát có đồng ý với cô là chúng ta sẽ cùng nhau nhảy bài nhảy thứ hai mà hơn nữa, đẹp hơn nữa, có chịu không? Đã sẵn sàng chưa nào? Rồi, bài nhảy thứ hai của chúng ta là một bài nhảy đến từ một đất nước Hàn Quốc xa xôi. Đó là một bài nhảy dân vũ múa gô.